Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa vừa triệt phá thành công chuyên án và bắt quả tang đối tượng Đỗ Thị Sen, sinh năm 1988 ở huyện Thọ Xuân, đang có hành vi mua bán người. Theo kết quả điều tra ban đầu, Sen cấu kết với một số đối tượng ở Lạng Sơn, Thanh Hóa, tìm các phụ nữ nhẹ dạ cả tin bán cho các đối tượng đầu nậu để làm vợ hoặc làm gái mại dâm. Tháng 3 vừa qua, Sen về Thanh Hóa tìm gặp hai nạn nhân và hứa đưa họ sang Trung Quốc tìm việc làm và đưa trước cho mỗi người 30 triệu đồng. Khi Sen đang chuẩn bị đưa hai phụ nữ này sang Trung Quốc thì bị lực lượng công an phát hiện bắt giữ.